Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món mới, đó là heo quay mà quay bằng chảo nha các bạn, với gia vị cấp tốc. Cái lý do mình chia sẻ cái món này là bởi vì nhiều bạn rất là muốn làm heo quay nhưng mà không có cái lò nướng ở nhà đó, thì mình vẫn có thể làm bằng chảo. Tuy làm bằng chảo nhưng mà cái hương vị heo quay cho ra rất là ngon và giòn lâu nữa nha các bạn. Thì cái công thức hôm nay mình chia sẻ đó là làm cho nhanh nhanh. Thì trước hết là mình cần có một miếng ba rọi như thế này, là 2.7 pound. Thì mình sẽ để số ký ở trên màn hình nha, số gram ở trên màn hình. Và ở đây các bạn lưu ý là mình cần có nửa củ hành đó, hay là hành tím cũng được, hành trắng cũng được. Và ở đây quan trọng là cái gia vị heo quay. Gia vị heo quay này mình đã chia sẻ cái cách làm ở nhà rồi, nếu mà bạn nào muốn thì có thể làm ở nhà, không thôi thì có thể mua, mình sẽ để link mua online hay là tới tiệm của Bảy Bô Sa mua. Cái gia vị heo quay này khi chi làm là không có bột ngọt, mà thay vì dùng bột ngọt thì mình dùng bột súp gà. Trong cái video mình chia sẻ thì lúc đó mình dùng bột ngọt không có sao hết á. Nếu bạn muốn dùng bột súp gà thì mình tăng bột súp gà lên và mình bỏ bột ngọt ra rồi mình giảm muối lại thôi nha. Kế tiếp là rượu mai quế lộ. Làm lạp xưởng hay là làm heo quay là không thể thiếu rượu mai quế lộ. Mình đã chia sẻ cái công thức làm rượu mai quế lộ cấp tốc ở nhà rồi, và rất là đơn giản luôn. Đó là cái cách gì? Mình mua cái túi phở, cái túi phở mà mình có bán sẵn luôn, cũng rang sẵn luôn rồi, chỉ cần bỏ vào trong rượu thôi là vài tuần sau mình có rượu mai quế lộ, mình ăn cả năm luôn. Và bây giờ mình bắt đầu vào bếp nha các bạn. Thịt ba rọi mua về mình ngâm với nước muối và rượu nấu ăn. Và mình rửa sạch, mình lấy cái dao cạo á các bạn, mình cạo lông cho nó sạch sẽ hết rồi. Bây giờ mình chỉ đem đi mình luộc thôi. Cái lý do mình luộc á là bởi vì sao? Bởi vì thịt mà mình ướp rồi mình đem chiên á, nó sẽ không có chín. Ở ngoài cái da nó vàng nhưng mà ở trong thịt nó chưa có chín đâu. Cho nên là mình tốt nhất là mình phải đem rửa sạch và mình đem đi luộc nha. Và bây giờ mình bắt đầu vào bếp nha các bạn. Trước hết á là mình sẽ cho củ hành vào đây. Kế đến cái nồi nước sôi này là mình phải cho vào giống như là muối rồi các bạn. Thì ở đây mình cho một muỗng canh muối nha. Trong cái nồi nước sôi này là mình có 2 lít nước nha. Kế đến mình cho một muỗng canh rượu mai quế lộ vào đây. Một muỗng canh tương đương với là 25ml. Nếu bạn không có rượu mai quế lộ thì bạn cho vào rượu nấu ăn. Rồi mình cho vào đây 2 cái tay hồi và một cái miếng quế nhỏ khoảng 5g. Cái đến mình cho miếng thịt vào đây mình luộc. Mình làm cái chảo có nhiều nước để cho nó ngập nước như thế này. Và mình để đây mình luộc, mình tính từ lúc nước sôi lên mình mới tính phút nha. Từ lúc nước sôi lên á là mình luộc đúng 40 phút và lửa là lửa trung bình. Ví dụ như mình có 9 số mình luộc lửa số 5. Sau khi mình luộc được 20 phút á, mình trở miếng thịt lại và mình luộc thêm 20 phút nữa. Nếu mà bạn thích cái thịt của bạn nó mềm hơn á thì mình luộc 45-50 phút nha. Thì tùy theo cái miếng thịt của bạn nó dày hay mỏng nữa. Rồi sau khi tổng cộng là 40 phút rồi các bạn, mình lấy nó ra. Các bạn ơi, nhớ lấy khăn giấy và chậm chậm nè, cho cái da của nó ráo nha các bạn, ráo nước nha. Kế đến á, là mình lấy cái dao á, mình khứa thịt nha. Mình khứa để mình ướp cái thịt cho nó thấm á. Kế đến á, mình sẽ ướp rượu mai quế lộ vào đây. Mình cho một muỗng canh rượu mai quế lộ lên đây. Một muỗng canh tương đương với 25ml. Và mình thoa lên cái da luôn nha các bạn. Có rượu mai quế lộ vô, cái thịt thơm, thiệt là thơm luôn các bạn ơi. Cái đến đó mình cho gia vị heo quay lên đây. Thì một miếng như thế này mình cho một muỗng rưỡi canh, một muỗng tablespoon và phân nửa nữa nha các bạn. Gạt ngang á. Và thêm nửa muỗng nữa. Mình thoa hết chung quanh cái miếng thịt như thế này nè, cho nó thấm vào. Cái này mình ướp, nếu mà muốn ngon thì bạn nhớ bạn ướp dùm cho mình khoảng 24 tiếng. Còn muốn ngon hơn nữa là khoảng 48 tiếng nữa thì nó sẽ rất là ngon. Kế đến á, ở trong đây mình có 2 muỗng cà phê muối. Mình nặn chanh vào đây các bạn, bạn có giấm cũng được mà chanh cũng được. Khoảng 1 muỗng canh nha, 1 muỗng canh giấm hay 1 muỗng canh chanh nha. Rồi mình trộn nó lên, sau đó là mình thoa nó lên như vậy. Cái công thức này á, là làm bằng chảo cho nên là mình không có thoa cái gia vị lên trên cái da. Cái lý do là không thôi nó sẽ bị đậm màu lắm, nó không có đẹp á. Cho nên là cái này là nếu mà mình làm bằng chảo thì mình sẽ làm bằng giấm hay chanh và muối nha. Công thức này mình cũng không có xăm da luôn nha các bạn. Bạn nào mà muốn da nó nổ nhiều thì mình xăm không sao hết, còn không thôi thì mình không cần xăm. Nó cũng nổ nữa các bạn, nó nổ cũng đẹp lắm á.
Rồi, đó, sau khi mình thoa xong rồi á, mình thoa chanh và muối xong rồi mình cho vào trong tủ lạnh. Và mình nhớ nha, miếng da phải để ở phía trên, thịt ở dưới. Và mình để trong tủ lạnh khoảng 24 tiếng nha các bạn. Nhớ là không có che đậy gì hết đâu nha, để nguyên cái miếng như vậy vô trong tủ. Bạn nào mà sợ hôi á, thì mình có thể để baking soda vô trong tủ lạnh á, cho nó không có hôi tủ lạnh, nhưng mà mình để vậy không có bị hôi đâu. Đây các bạn ơi, thì cái này là sau khi mình ướp được 24 tiếng nè. Bây giờ mình lấy ra và mình đem đi chiên nha. Và mình bắt một cái chảo dầu lên. Chảo dầu này mình để lửa số 4. Thí dụ như mình có chín số mình để lửa số 4. Bởi vì để lửa cao quá thì nó sẽ cháy cái thịt của mình. Còn nếu mà để lửa thấp quá thì cái da nó không có nổ các bạn. Cho nên là mình để lửa số 4. Và mình để cái dầu này nóng lửa số 4 khoảng 10 phút. Tức là bắt đầu nó nóng lên á, mình để 10 phút để cho cái dầu của mình nó nhiệt độ nó đúng và nó chính xác hơn. Kế đến á, mình cho vào đây một muỗng canh bột bắp gạt ngang thôi, không cần nhiều nha các bạn. Bột bắp là bột này nè. Đó. Mình cho như vậy á, thì để mình chiên nó không có bị văng nha. Mình quậy đều nó lên. Kế đến á, mình thả cái miếng heo quay này vô mà cái mặt da ở phía dưới nha. Mình xoay chuyển á, mình xoay chuyển cái da để cho nó nổ, cho nó đều á các bạn. Đừng có mở lên coi nha, tại vì tôi chia sẻ tính phút cho các bạn luôn, không có cần phải dở lên coi đâu. Các bạn lưu ý nha, cái chảo chiên heo quay phải to và phải đủ dầu nha. Bạn đừng có cho ít xíu dầu quá thì nó sẽ không có nổ giòn đâu, phải cho đủ dầu. Và cái dầu này khi mình chiên xong các bạn yên tâm, mình để nó lắng xuống và mình lọc nó ra, mình dùng lại được nha. Mình có thể chiên giò cháo quẩy, mình có thể chiên những thứ khác được. Mình xoay như vậy để cho nó chín đều, nó nổ đều. Đây các bạn, thì sau khi mình chiên được 13 phút á, thì mình sẽ chở nó qua để mình chiên cái mặt thịt. Các bạn lưu ý nha, mỗi cái lò của gia đình mình thì sẽ có cái nhiệt độ khác nhau. Ở thuốc thứ 10 á, mình coi nó đã đủ vàng chưa. Đủ rồi thì mình chở, còn không thì mình để tiếp. Đó, bạn thấy không? Nhìn cái làn da nè, cái màu rất là đẹp luôn. Và bây giờ khi mà mình chiên tới mặt thịt á, thì mình chiên cũng không có lâu đâu, khoảng 4 tới 5 phút thôi à. Bởi vì cái mặt thịt á, mình đã luộc chín rồi. Cho nên là bây giờ mình chỉ chiên cho nó vàng thôi nha các bạn. Rồi sau khi mà mình chiên bên đây vàng luôn rồi nè, bây giờ mình lấy nó ra nha, đừng có chiên lâu quá nó sẽ cháy. Đây các bạn nhìn thấy cái miếng heo quay nè, màu đẹp ghê chưa. Đây các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ chặt nó ra nha. Wow, nhìn cái miếng heo quay nè, nó nổ đẹp chết sợ luôn á. Giống như mình nói lúc đầu á, nếu mà bạn thích nó nổ nhiều hơn nữa thì bạn lấy cái nĩa đó, mình xăm cái da thì nó sẽ nổ nhiều hơn nữa nha. Wow, các bạn nghe cái da nó giòn dễ sợ không? Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Heo quay da giòn mà quay bằng chảo nè. Nhìn có hấp dẫn chưa? Để mình quay gần cho các bạn xem nhìn nó ngon như thế nào nha. Đó. Wow, nhìn giòn rụm luôn á các bạn ơi. Mời các bạn nha. Mình ăn cái da trước nó giòn rụm luôn. Ngon các bạn ơi. Các bạn nhìn nó trong à. Cái thịt mút rượt á không hề bị khô luôn á, ngon. Và vị á các bạn vừa ăn ngon đến sợ luôn. Da thì giòn rụm mà. Mùi vị heo quay rất là ngon, thơm. Quan trọng là nó không có cầu kỳ á, mình chỉ mua cái hũ gia vị hay là mình có thể tự làm ở nhà rồi ướp lên, rồi qua ngày hôm sau mình đem lên mình chiên hay là mình nướng là có heo quay ăn ở nhà, không cần ra ngoài mua nữa. Rất là đơn giản luôn phải không ạ? Heo quay này nè, mình nhét vào mình ăn với lại bánh mì hay là mình ăn với bánh hỏi là tuyệt vời luôn á, ăn với cơm cũng rất là ngon.
Và các bạn ơi, mình tạm thời chia tay các bạn ở đây, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nè. Nếu như bạn có thắc mắc gì, xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông, bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình upload lên một cái video mới hay mình chia sẻ những món hàng giảm giá cực mạnh nè. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.